mẹ người chơi đi. Không, nó phải xem xét à, những ai là ít tiền sẽ xóa bớt đi. Vậy là vai chuẩn bị xóa tao. Cái nào không tiền mày sát ôn nhiều sao sao xóa. Ok cho Ê, con của tao là lên 3 sao giống con kia. Tao tính thằng nào ba mua sát hả? cái ba xác nó con có chữ bb ai Star shop mày cần bổ cũng được mà, đâu cần ai đâu. Mà kìa. cần mua mua luôn cũng được, tùy mày. Tao đây tao Mua chỉ star xác, mua skin thôi. mua star xác để nâng cấp mấy con. Tao đón quay tao nhớ giờ b để tao nâng cấp mấy cái con linh thú lên 3 sao. Tùy À, là 100 Star tích Shop là mày cái lên gì được mà 2 hình sao, còn 120 60 là mấy ngàn á, 60 mấy ngàn RB á, cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Rồi 60 mấy ngàn RB là mua. 60.000 RB hả? Mày có nhớ nhầm không? Hơn 60 ngàn RB hay là Sao hơn mấy 6 ngàn? ngàn, hơn 60 á. Tao nhớ tí ra xem lại, tao Sao nhớ mà hơn hơn 60. sao mà 60.000 đâu, 60.000 là hơn skin hay là skin tốt nhất Đâu, ý là hả? mua một đống luôn á. Mua cái combo. Mày chơi mày cũng được Star Shop mà. Mày mua cái vé đó mà chơi cũng được Star Shop mà. Mẹ chơi như cái sao bằng bằng mình mua luôn được tiền free mà. Tùy mày, tùy mày, tùy mày. Làm gì làm. Có thằng nói là 29. Không, vô đây làm Ok, level 30 rồi. Ok, suy nghĩ bài đánh. Biết chơi lắc chưa? cái sao đấy đồ. Úi Rồi, lắc thế. Từ em như tao 2.4, video em 2.4 mà làm em về tao đi tốt lắm. đâu. Được. Bloodlet 60 fps. Ok, ở nước máy luôn rồi. Nó giảm xuống, giảm xuống. Mày có để Chứ là VPN không? Để VPN nó xuống. tao vừa để medium nó hơi hơi lắc, nó giảm xuống 200 hai hai hơn 200 binh tưởng 200 fps. Tao giảm để 60. Xem nào. Scrap là cái gì chứ? Scrap là con bọ. Infolivo Academy. Chơi tôi lấy nhầm mua lần trước à? Titanic Focus là gì? Mày đọc cái dòng miêu tả chứ mày đừng có đọc cái tên, mẹ tao đây biết. You need with more than 1.200 Rồi, mày đọc cái maximum gì tao health. không hiểu luôn. Mày đọc cái gì tao nghe tao không hiểu luôn. Đọc cái gì Can đây? go your maximum internet in chịu Đọc cái gì mà tao không biết mày cái đọc túi cái tiền, cái túi tiền, cái đọc cái búa. Hả? Mày chọn chưa? Mày chọn chưa? Mày chọn Chưa chưa? chưa 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 Chọn đại đi, sắp hết giờ rồi, chọn đại đi. à tiền tiền chắc tao đúng tiền này. Cái này là thiêu đốt kẻ địch với bằng 50% máu tối đa và giảm hồi máu 50%. Còn quá thì qua nhà mày đọc. Ăn cái hộp lớn mà đâu phải cái hệ đâu, hộp lớn tao nói hộp lớn rồi. Cái này cái gì vậy? Cái này đúng không? Đang đọc cái đó đó. Cái túi tiền mà. Cái này là giả hồi máu. Không phải không nữa. Nghe là tôi lấy nhầm rồi. Không có. À đúng rồi. Tao đọc nhầm bên tao. Cái này là nhận 10 vàng. Sau đó maximum interest là cái gì lợi tức mà tăng lên 7. Maximum interest không biết để đúng nha. Interest. Mà interest là mà lợi tức á. Lợi tức mà tăng lên 7. Không. Bây giờ nó lại kéo con xin tao. Yasuo no hope. Chọn Cassidy chiến à.
Có xe điên ngon rồi. Xe điên nó 2 rồi. Nó có gì ra? Đi nó tết cái đéo đi. Ủa mày đọc. Đổ xe tiếng Việt rồi mà nghe nói đổ xe tiếng Việt được mà. Tao đổi tiếng Việt tao đổi không được, tao đổi không được, tao đổi lỗi. Hả? Lỗi nữa hả? Tao đổi lỗi, đổi bè mẹ clean, clean của server VNG luôn mà. Lỗi luôn hả? Khó chịu vậy? Tao sẽ biết cách đổi mới. Biết cách đổi xưa bị lỗi ở cái đấy cũ rồi. Cái tối cổ rồi. Khó chịu rồi. Con xin này hất lão à. Nó vất vả mà nó quá. Con xin. Cái con Talon không có cái chiêu gì. Talon như là chiêu quy á. Chồng. Nó nhớ vậy đó, nó là chồng. Chiêu đó là chồng. Spider. Sợ gì ta? Chiếm mấy Aspenstein. Bên làm gì nữa? Người tiếng Anh. Cay thế nhỉ? Không hiểu tiếng Anh, chẳng biết làm gì luôn. Cay thế nhỉ? Ai vậy? Silent Love. Đánh vô đồ này. Cái hệ vô đồ rồi. Ta lo hết đi đâu anh? Kiếm mà kiếm tướng nhanh lắm. Còn lên 3 sao là có con Vigor. Nó là coi chừng phải vô đồ. Cái đồ bị đánh từ đâu cơ? Gì đấy? Vô đồ có được 3 con là mày cũng bị vô như thế rồi đó. Thế mà chơi thôi. Ấy công chuyện luôn. Mà giờ hả? Samira vô cực. Cái vô cực. Tao không biết đổi cái đồ gì. Tinh tinh. On my way. By my calculations. Chưa cây vô cực này. Đế chế này không có Raven này. Ngày mai là bị con Raven. Lên mùa mới là bị con Raven đây. Con Raven đế chế ở ngon. Nhìn cho nó kìa. Chiêu của Talon như cả lỗi tại của nó ấy mày. Lỗi tại hay là chọc không quý? Không có chiêu gì. Lỗi tại chọc quý. À nó lỗi tại mà. Úi giời. Mem thua. Thằng kia có cái Hyperdrone kìa. Thằng kia có cái mới ra một lần free đúng không? Cái gì? Thằng nào? Thằng nào đó? Academy. Nam bác sách nào? Challenger. Cái này là gì? Học viện. Con đi học nghề. Ôi trời, tàu bít. Con hả? Tiếp khỏe thế. Ủa, cái gì?
TF hả? TF cũng là văn bài như mấy mùa trước rồi mà. Em đánh chết được con Samira 3 tiền. Samira cha cha cha. Time to go. Ok, chị ấy nghe sao tôi chưa hiểu. Đế chế là đứa nào mà gây nhiều đam nhất sẽ trở thành Tyrant. Và Tyrant này sẽ được gây thêm nhiều sát thương hơn. Và khi Tyrant chết thì cái con mà nhiều sát con đế chế gây sát thương nhiều nhất sẽ trở thành Tyrant mới. Con nghe tao đọc xong tao cũng không biết Tyrant là cái gì, tao đánh này đâu tao biết. Đang đánh Chemtech hắc kỹ. Oh yes, yes. Yeah. Sion cần 2 slot kìa. Đúng rồi. Nó có kích 2 không? Không. Không được kích 2 hệ. Tại vì nó là hệ đôi hệ người ta. Tại vì nó là hệ khổng lồ. Kích 2 hệ. By my calculations. Thế rồi. Hả? Ngon, ngon. Hai hệ, phí lắm. Phí, phí. Hai hệ là mày phải có con Galio nữa. Hay là con... con gì nữa ta? Phí, 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 phí. Thôi, mày phải kết hợp. Phí lắm. Dạ sao? Phí đấy ta. Thế innovator khác vô thôi. Ok Google là tức là nặng. Được. Nhìn nó cái thằng lỗ. Thằng cái thằng luôn. 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 Thằng cái thằng Yasuo, tên là Yasuo. À, Yasuo đâu hốt rồi. Nhưng nó chưa có add cho nó, chưa có thêm một Yasuo vô. Mày cho hệ gì với Yasuo hệ gì vậy? Cái cho không biết đọc là gì, nó không biết lấy gì nữa. Jill Jill vẫn có thể trang bị 30 ammo and magic. This is là biết thế lại đi. À, bên trên cái gì á? Đâu mày lấy chưa? Lấy rồi, lấy rồi. Không phải không? Cái gì mấy con tướng mà không có đồ á thì sẽ được nhận thêm 30 giáp với lại 30 và hiếm phép. Rồi chậm chậm kiếm tướng chơi. Mày có 7 lợi tức luôn á. Nhiều hơn người bình thường luôn. Đây mình có 5 này. Chết đến nơi rồi. Có 7. Cái này à? Yasuo no hope à? Thế là nào ông 3 sao kìa. Nào 3 sao. Ui Garen 3 sao à? Ui giời ơi. Ezreal 3 sao nè. Ezreal 1 tiền 3 sao không gì lạ. Nó khỏe á. Khó chịu không? Vẹo quá. Garen 3 sao châu quá ạ. Trời ơi. Ừ, chắc phải lấy cung xanh. Garen 3 sao rồi. Đúng rồi, Yasuo no hope. Garen 3 sao luôn, chiến vẫn liền. Liên cây BF à. Đây là Hin nhỉ. Đây là Hin đây đấy thì ta. Lấy là Hin đi. Đang không được. Có hôm không biết xếp hệ sao, không biết build hệ sao. Cái thế nhỉ.
mấy hại để mà build nữa. Tao biết chơi cái gì nữa. Tao biết đang chơi cái gì nữa rồi. Ủa liên tục. Học tên tiếng Anh không hiểu gì. Chân sau đi đổi mày, chân sau đi đổi hệ. Hả? Chân sau đi đổi đi. Chân sau đổi hả? Tao đang chơi game tech mày. Đổi ké tiếng. Đổi tiếng là sao? Đổi ngôn ngữ hả? Biết tiếng đọc quá hiểu quá. Anh hiểu cái gì? Đọc lên 7 luôn à? Nhanh vậy? Tại vì thua bài đúng một cái thằng Garen 3 sao thôi. Giờ Suno hốt. Ngoài là không có thua. Ta hiên vào gánh kìa. À giờ hiên 5.000 đam. Hiên mày đồ lớn. Hai đồ lớn rồi. 5.000 đam. Chắc cũng giờ cho các cần hai hệ nữa hả? Có cần hai slot đúng rồi. Ủa rồi, Every 3 sao à? Chiến hả? Mới nói xong bắn tàu mấy cái shit. Chết dạng tăng rồi. Được không? Ít rìu bà sao. Triết lý đủ tanh đủ đam là chơi được. Ta chơi triết lý đấy. Ta chơi Clockwork với lại con Zillion nó quăng cái bom nó là choáng rồi. Nãy con xin hất dài nữa. Vậy là con Mundo có phải hồng đồ không nhỉ? Không có, hay quá. Cái Clockwork mới đi. Cái này vô Clockwork mới. Tôi khó lắm mày. Tôi khó. Ôi, vô đồ nè, thấy không? Tụi vô đồ đánh nguy hiểm vãi. Thôi đi quay lại rồi, hồi ấy thua. Vô đồ. Nó đánh lên chung bài rung được rồi. Đừng cấp. Đánh chung bài với ai? I see things clearly. Ori ngon hơn.
khá ngon. Chưa chạy gì đi. Chạy gì bây giờ? Chơi một hệ ấy, không chơi. Chơi chơi đúng có hệ hóa kỹ vậy đó. Kém chắc. Có Mundo rồi, dồn Mundo đồ tăng. Mày tao không biết cái gì. Scholar này là cái gì? À, hồi mana mỗi 2 giây. Ngon. Have you met my fleet? Ai vô ấy? Không phải Huy. Ok. Phải là Huy. Mundo. Cái gì? Ai vậy? Dạ, ôi, Yasuno hốt mà. Ôi, cái xe đi 3 sao kìa. Yeah. Chiến thế. Tuyệt quá. Cái Ori về luôn, chiến không? Thua, chắc thua. Rồi, anh chạy vô đi kìa. Yasuno hốt không? Anh là Yasuno hốt không? Úi giời. Học chạy vô tiếng Anh thì mình sẽ sắp hẹn em. Không chỉnh tiếng Việt được ta. Để xuống nó hốp. Wow. Trời, gì con Cassadin à. Đánh con Mundo tao. Top mộp. Ồ, kìa là chắc lên 2 không? Cũng có đợi hiên mà. À chưa tanh, nó không tanh con gì. Clockwork con gì tanh. Clockwork hả? Chả con gì Clockwork. Clockwork tăng là Clockwork cái hợp cyber là không có tanh luôn này. Clockwork đi với cyber là hết tanh luôn. Dĩ nhiên, Clockwork là nó giấy gì bên liền luôn. Ôi giời ơi. Trâu chó thế nhở. Kem check có 3 thằng đăng luôn. À dắt nữa là 4. Ôi giời ơi. À, chắc chơi 5 kem check 2 scot work rồi được rồi. Nhi tin thôi mà không còn nhi tin đâu. Đây đây rồi, đây rồi. Ngọc em không có tank. Ôi đồ 8 rồi. Nó có 8 ken rồi hả? Ba rồi có 8 ken vậy. Ơ rồi luôn, Kai'Sa. Bắn. Tao mà đẩy một cái thằng sao có thằng tao tán rồi. À hả? Cái thằng là Tavi. Ờ chết cha, sao mày cũng gọi tao tán rồi. Mày hiểm quá vậy. Scholar, Survivor, Combat, Burning Early. Gain 100 of Tactics là gì ấy? Hả? Nghe gì? One Tome of Chantit. Tao không biết cái đấy là cái gì tôi. Tao cũng có nhận là game One Tome of Trade. Hình như là cái đó là cái sách hệ á. Nếu mày bán cái đó là nó ra tướng hệ. Tao không biết tao. Chịu, tao không biết. Mày có lấy cái đó không? Mày lấy cái Exile hả? Exile 2 hả? Cái mày lấy Xe 2 là nếu cái đội của mày mà nếu như con tướng mày mà không có ai đứng kế bên á thì sẽ nhận thêm cái khiên bằng 60% máu giống hệ độc hành á. Cả nhau hết rồi. Chicky BBE. Ôi trời, chính đích sát thủ hả? Chiến hả? Rồi bye bye. Bye bye cái chết luôn rồi. Vãi nồi. Chiến. Phải có gì kèm này, kèm này U-God vô. Xem ra là cái gì vậy? Cái con này mày. Không giết được con Gassadin hả? Ừ. Châu quái đái luôn á. Gassadin này nó có hút rồng rồi.
bên đó có cái chịu quá. Cái gì tội à, khó chịu với liền luôn. Ôi giời ơi. Ai cái nhà nó chơi gì trời. Chưa chết được luôn hả? Khó lắm. Tụi này nó chơi này là hơi khó lắm. Khó mày. Bây giờ ba đây con này. Đây là hai hàng đầu nó sẽ biến thành cận chiến, hai hàng sau biến thành đánh xa. Có mạnh không? Tăng hay là đam? Đam. Không biết nữa. Đam. Tao không biết, tao đâu chơi con dây đâu. Tao chưa có dây mà. Mày đi lọc thế à? Trời ơi. Ugot đi. Ugot nó có tê nhờ. Silent Lovely. Ôi trời ơi. Để biết tao xếp con Ray đây luôn á. Để lại. Xoáy. Nó thua à? Thua rồi. Ôi giời ơi, tụi này biết tao biết chiếu Ori rồi. Khó. Hay. Mày đánh thắng tao hả? Dây nè, dây lên đa mà đọc tao như cái gì luôn. Không kịp mua Elin à. Quyền thì lấy. Ôi trời ơi. Nó còn nhảy vô cái đám cái gì chứ kìa. À mày hả? Trời ơi, sao giết được con kia? Nó giá hồi máu không? Chịu ấy. Khó nè. Tính chơi theo clock xong xong nhưng mà chơi được có bao nhiêu không chơi được rồi. Xong ra nghiên cứu cái đi cái chỉ những việc đi đọc trái hiểu gì cả mình xếp hạn á. Đi chơi mà. Cái tôi ra sao được. Con tàu quýt này nhảy mấy pha ẩu vãi nồi luôn. À, xong ra kiếm. Là chị em nè. Cái kia nhỉ. Đọc trái hiểu gì. Không biết lấy cái gì nữa. Ôi giời ơi. Bảo vệ con Ori cũng được. Bảo vệ con Ori đi. Trời ơi, vô đồ. Cái gì mà nó nhân hệ ra vậy? À, hiện là cái Woodland Charm rồi. Tao chắc 5 kem chắc được rồi. Tôi tính kèm thêm một con nữa. Mình chưa kèm con khác. Ôi trời, mấy cái này tao biết cái gì hết rồi. À, kem chắc rồi. Ủa tao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kêu cảnh sát tên Mạnh tay to đùng nữa kia bảo sao. Nhìn ra Mạnh này. Xoáy. Yasuo no hope à. Đúng là no hope. Top 4 luôn hả? Chiến. Can check Arcanist. Can check giờ không bỏ được con nào hết trơn á. Tụi quýt nhảy đằng sau đánh cũng được. Không thấy được con nào với đâu. Nó năm mercenary rồi, sao đánh này? Khó vậy? Khó vậy mà cũng nghĩ ra. On my way. Cố quá. Trời ơi. Bài nó chiến quá vậy. Đúng chiến luôn. Hết bài bắt răng đúng không? Còn bài bắt răng. Ăn được là win, xoáy. Quá khó. Trời ơi, Kai'Sa nó chiến quá. Kai'Sa nó còn chiến hơn. Đồ ra nhiều quá vậy. Mercenary rơi đồ nè. Trời ơi. Chiến quá. Follow my voice. Trời luôn, không có gì mà chiến mà ấy nữa rồi. Khó chịu không? Trời ơi, đổ bóng kịp. Kịp to. Cứ cách đợi ta đi sinh ấy. Cố lắm rồi. Khó quá. Cách đợi tên là đợi chứng nhật á. Đọc cho hiểu chứ mẹ đọc. Thì game mẹ như mù chữ. Cái hàng xã là lớp liên mạnh quá. Trời ơi, nó có hai cái chiếu luôn. Chiếu đâu đã không biết. Làm cái gì luôn. Khó quá vậy. To đây. Có hả? Cái ở trời ơi, đây là cái to nữa. Sion to quá vậy.
Khó quá. Nó lại khiến trách mình. Mày đoán được. Chưa có chưa? Tao chưa thua. Chưa. Cái xa nó khỏe quá. Hút máu nhiều quá à. Còn Victor 2. Còn Victor 2 luôn, khó chơi thiệt luôn á. Thiệt sự luôn á. Dây nó lên 2 rồi. Ôi giời ơi. Sao nhờ? Nó có Eloy Châu à. Để đây luôn. Chỉ đoạn nào sao đâu. Trời ơi, cái sao ba. Ôi thôi, em xin, em lại. Nó khai xa ba thì thôi rồi. Game này cố cách máy không win được. Kai'Sa 3. I'm always ready. Let's slice them. Trời ơi, nó nhiều đồ quá à. Nghĩ gì cũng thua à. Cố gì nữa. Vậy mà nó cũng nghĩ ra được.